Sự nghiệp nhận nhà của Lâm Bảo Châu và Cố Trần Minh sau khi hẹn hò Lệ Quyên. Trước khi được biết đến là bạn trai trẻ tuổi của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu từng là người mẫu và tham gia một số MV ca nhạc. Kể từ khi công khai hẹn hò, cái tên Lâm Bảo Châu gần như gắn chặt với Lệ Quyên. Những tin tức về anh chủ yếu liên quan đến chuyện hẹn hò hay những sự kiện chung với bạn gái. Vì vậy, không ít người thắc mắc rốt cuộc Lâm Bảo Châu hoạt động trong showbiz với vai trò gì. Sinh ra tại Đài Loan, nhưng Lâm Bảo Châu đã sớm trở về Hà Nội sinh sống và học tập. Anh tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng tại Đại học Dân lập Phương Đông, nhưng không theo đuổi ngành kinh tế mà muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Nhờ chiều cao 1m83 cùng gương mặt điển trai, Lâm Bảo Châu có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp. Anh đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model, nhưng dừng chân khá sớm. Sau đó, Lâm Bảo Châu góp mặt trong chương trình Người ấy là ai, trở thành nam chính được ghép đôi với người đẹp Tú Uyên. Chương trình kết thúc, cả hai quyết định dừng ở mối quan hệ bạn bè. Nhờ lợi thế ngoại hình nên Lâm Bảo Châu được mời tham gia nhiều dự án dù trước đó chưa được đào tạo diễn xuất chính quy. Thời gian này, khả năng của Lâm Bảo Châu vẫn còn hạn chế. Anh học hỏi từ những người đàn anh đàn chị nên vẫn gây được ấn tượng qua những tác phẩm như MV Anh Người Ở Lại của Chibu, web drama Kẻ Săn Tin, sitcom Bẫy Mỹ Nhân. Dù vậy, tên tuổi của Lâm Bảo Châu vẫn còn khá nhạt nhòa, chưa được nhiều người nhớ đến. Sự nghiệp của Lâm Bảo Châu sang một trang mới sau khi hẹn hò với đàn chị Lệ Quyên. Anh nhận được nhiều lời mời kết quốc trong chương trình. Sự nghiệp của Lâm Bảo Châu sang một trang mới sau khi hẹn hò với đàn chị Lệ Quyên. Anh nhận được nhiều lời mời kết quốc trong các show thời trang lớn. Ngoài ra, tình trạng sinh năm 1992 của Lệ Quyên còn xuất hiện trong chương trình S Việt Nam với vai trò MC, nhân vật trải nghiệm. Mới đây, khán giả không phải bất ngờ khi Lâm Bảo Châu xuất hiện trong Thương Ngày Nắng Về. Có thể xem đây là một bước tiến lớn của Lâm Bảo Châu trên con đường diễn xuất vì bộ phim này rất được yêu thích thời gian này. Anh và Văn Nguyên, đồng môn của Trang, và từng thích cô 10 năm trước. Như vậy, trong phần 2 của phim, Lâm Bảo Châu sẽ là tình địch của nam chính, một nhân vật quan trọng trong những diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu không được đánh giá cao. Anh nhận về nhiều bình luận tiêu cực về giọng thoại thiếu tự nhiên và diễn xuất có phần gượng gạo trong Thương Ngày Nắng Về. Dù vậy, nam người mẫu vẫn được một số khán giả ủng hộ, cho rằng ngoại hình của anh rất tương ứng với nữ chính. Hiện tại, Lâm Bảo Châu vẫn đang hạnh phúc bên Lệ Quyên mặc cho thị phi liên tiếp bủa vây. Từng có nhiều người cho rằng anh cặp kè đàn chị để trục lợi, nhưng Lệ Quyên khẳng định, mọi người yên tâm, Quyên có trực giác, Quyên có cảm nhận, Quyên có đủ kinh nghiệm để biết người bên cạnh mình là người như thế nào.